cùng tất cả cô dì chú bác à, đang có mặt và làm việc tại Đài Loan nhé chúc mọi người cuối tuần vui vẻ hạnh phúc một buổi tối à, bên người thân bên gia đình em tên là Thu Thủy nhân viên của công ty du lịch và di dân Đông Nam Á à... mọi người ơi mọi người đâu rồi à <laughs> À, xin chào à, em Trịnh à, Hà nhé chào 12 hai đang xem xin chào tất cả anh chị em cùng tất cả mọi người nhé à, chúc mọi người buổi tối vui vẻ hạnh phúc này à, mọi người đã ăn tối chưa ạ à? chắc là cũng có rất là nhiều anh chị em à, cùng cô dì chú bác đã ăn tối rồi đúng không ạ à? trong mùa dịch này thì rất là buồn nhá tất cả mọi người à, cố gắng giữ gìn sức khỏe bảo vệ bản thân mình bảo vệ những người bên cạnh xung quanh nhé anh chị em nhé đó. <laughs> à, em xin chào tất cả mọi người à, ai đang xem livestream của em bên uh, trang công ty di dân đông nam á thì tất cả anh chị em cô dì chú bác hãy ấn like và chia sẻ giúp em thu thủy nhé à, thứ nhất là hôm nay thu thủy lên đây thì tư vấn cũng rất là nhiều vấn đề và những, uh, vấn đề cùng tất cả anh chị em quan tâm và chúng ta vừa tư vấn và vừa chúng ta có những cái tâm sự với nhau trong mùa dịch này đúng không ạ <laughs> à, em xin chào mọi người nhé chào tám mươi bốn anh chị em đang xem à, mỗi à, người yêu thương thu thủy thì hãy ấn like và chia sẻ cho thu thủy nhé thu thủy xin cảm ơn tất cả anh chị em cùng tất cả các bạn bè cùng tất cả cô dì chú bác đang làm việc và sinh sống tại đài loan ạ à, À, số điện thoại của Thu Thủy là 0935 938 684 và tất cả nhân viên của công ty du lịch và di dân Đông Nam Á thì tất cả số điện thoại thì Thu Thủy đã ghi ở trên trang trên trang đầu tiên thì nếu mà tất cả anh chị em à, hoặc tất cả cô dì chú bác nếu như mà à, yêu cầu hoặc là muốn tư vấn tất cả giấy tờ gì thì hãy nhấc máy lên điện cho tất cả nhân viên của công ty du lịch và di dân Đông Nam Á nhé. À, em xin chào mọi người thì việc đầu tiên thì tất nhiên là ai cũng vấn đề hỏi vé máy bay đúng không ạ? À, nếu mà vé máy bay thì em thu thủy sẽ xin tư vấn là cái chuyến 12 tháng 12 tháng 6, 19 tháng 6, 23 tháng 6 thì đã đầy rồi nhé và tất cả mọi người thì cũng đã mua vé hết rồi anh chị em ạ. còn nếu như mà bây giờ còn chuyến ngày 26 nữa, nếu tất cả anh chị em nào mà chưa mua được vé máy bay thì hãy nhanh chóng với tất cả nhân viên của công ty du lịch và di dân Đông Nam Á Được mua những tấm vé máy bay sớm nhất trong mùa dịch này ạ à. Trong mùa dịch này thì à, mua vé máy bay thì nó cũng có cái nhiều à, thay đổi đúng không ạ Nó sẽ lùi lên và lùi xuống Thế nên là rất là mong tất cả anh chị em cùng tất cả cô dì chú bác Đang làm việc và sinh sống tại Đài Loan Cũng như đã mua những tấm vé máy bay của công ty du lịch Đông Nam Á Thì hãy thông cảm nhé cho tất cả nhân viên và tất cả công công ty du lịch và dân Đông Nam Á ạ. <laughs> xin chào mọi người rất là nhiều nhá. Xin chào 109 anh chị em đang xem ạ. Đúng không? Vé máy bay thì bây giờ đã đang trong cái mùa dịch này đúng không ạ? Thì nói chung là à, ai cũng vậy thôi Cũng đều nếu như chúng ta muốn về quê Thì cũng đều rất là mong có những tấm ve sớm nhất Để được về quê hương, về với những người thân và những người à, bên gia đình của mình đúng không ạ? dũng <laughs> giống như thu thủy vậy thôi thu thủy rất là muốn về luôn đấy muốn về lắm tất cả anh chị em ạ à. thế nhưng mà thu thủy thì có hộ chiếu đài loan rồi có chứng minh thư đài loan rồi thì hiện nay về rất là khó à, nếu như mà bây giờ thì à, vé máy bay thì dành cho tất cả anh chị em tất cả cô dì chú bác à, có hộ chiếu việt nam thì chúng ta đăng ký rất là dễ dàng đúng không ạ còn như tất cả anh chị em mà có à, hộ chiếu đài loan rồi thì rất là khó khăn nhưng mà công ty à, Di dân đông nam á tổng giám đốc phương lan thì cũng đang xem cái phương hướng để cho tất cả anh chị em có hộ chiếu đài loan về cũng có chuyến bay để về việt nam ạ thì cũng rất nhiều anh chị em có hộ chiếu đài loan có quốc tịch đài loan giống thu thủy rồi thì gọi điện cho thu thủy rất là nhiều chị ơi em ơi ngày nào có chuyến bay về Việt Nam vậy chị mong về lắm rồi. Em Thu thì thì cũng vậy thôi. Thế nhưng mà hiện tại trong mùa dịch này thì vẫn chưa ưu tiên cho tất cả anh chị em cùng tất cả cô dì chú bác có hộ chiếu Đài Loan nhé. Bây giờ chị ưu tiên cho những người có hộ chiếu Việt Nam thôi ạ. À. Thế nên là <laughs> thế nên là tất cả anh chị em chúng ta có quốc tịch Đài Loan thì hãy kiên nhẫn và chờ đợi ở một hai tháng nữa nhé công ty du lịch đông nam á đang cố gắng ạ, đang cố gắng xin đối tác và xin công văn chính phủ bên việt nam để cho anh chị em có quốc tịch đài loan cũng được về. tại vì là ai cũng vậy thôi, chúng ta cũng là người con của việt nam mà, thì dù chúng ta có hộ chiếu đài loan rồi thì chúng ta vẫn mang dòng máu. Thế nên là tất cả ai mọi người cũng đều rất là muốn về. thế nên là anh chị em có hộ chiếu đài loan thì hãy từ từ nhé, từ từ thì công ty du lịch đông nam á và sếp tổng giám đốc Phương Lan thì cũng đang sẽ có phương hướng và tìm cách cho tất cả anh chị em có hộ chiếu Đài Loan cũng được về trong thời gian sớm nhất ạ. À, thì Thu Thủy cũng tư vấn rất là nhiều rồi đúng không ạ cũng rất tư vấn rất là nhiều anh chị em có hộ chiếu Đài Loan một ngày thì có rất là nhiều người hỏi là em ơi bao giờ <laughs> bao giờ có có chuyến bay cho những người Đài Loan rất là nhiều luôn đấy anh chị em ạ thì Thu Thủy cũng chỉ biết trả lời là anh chị em cùng tất cả mọi người cố gắng một hoặc hai tháng nữa đúng không ạ mọi người cứ thắc mắc là tại sao có hộ chiếu Việt Nam mà đăng ký vé dễ thế còn tại sao chị có hộ chiếu Đài Loan mà khó vậy thì hiện nay chính phủ Đài Loan thì và Việt Nam thì ưu tiên cho những người có hộ chiếu Việt Nam trước còn giống như chị em mình thì cứ từ từ <laughs> một hai tháng nữa thì công ty du lịch Đông Nam Á thì sẽ cố gắng khắc phục để cho tất cả anh chị em có hộ chiếu Đài Loan về những chuyến bay sớm nhất nhé làm hộ chiếu hết hạn thì bao lâu lấy được à, Vậy chị Em ơi em Minh Quân ơi Lê Quân ơi Nếu mà làm hộ chiếu mà Việt Nam ấy Thì bây giờ từ 3 tuần cho tới 4 tuần Mới lấy được nhé Tại vì trong dịch này thì không có thể nhanh như đợt trước được Đợt trước thì có thể 2 tuần Nhưng mà đợt này từ 3 đến 4 tuần mới lấy được ạ Nếu như anh chị em nào mà có hộ chiếu Gần hết hạn rồi ấy Thì hãy nhanh chóng liên hệ với công ty du lịch Đông Nam Á Cùng tất cả đội ngũ nhân viên nhé Để được làm cái hộ chiếu Thì chúng ta hộ chiếu hết hạn À, dành cho những anh em chị em lao động hoặc tất cả những anh chị em bất hợp pháp thì nếu như hộ chiếu hết hạn thì chúng ta chuẩn bị thứ nhất là hai tấm hình này à, hộ chiếu cũ này chứng minh thư việt nam photo này hộ khẩu việt nam photo giấy khai sinh photo nhá à, đến, và hợp đồng lao động đấy là tất cả anh chị em nào đang lao động tại đài loan còn nếu như chúng ta bất hợp pháp thì chúng ta chuẩn bị hộ chiếu cũ nếu mà photo còn này bắt buộc phải có tờ hộ chiếu photo nhá à, hai tấm hình và giấy đi đầu thú, à, chứng minh thư Việt Nam, giấy khai sinh Việt Nam, hộ khẩu Việt Nam, đấy là tất cả những giấy tờ và thủ tục làm cho hộ uh, hộ chiếu, lao động và lao động hết bất hợp pháp nhé. Thì Thu thủy xin nói luôn này, nếu một hộ chiếu hết hạn dành cho anh chị em đang trong thời gian lao động ấy, vẫn trong hợp đồng thì cái hộ chiếu đấy là làm được 15 năm nhá. Còn nếu những mà anh chị em nào bất hợp pháp mà đi đầu thú đấy, mà hộ chiếu hết hạn, hộ chiếu mất đấy thì chỉ làm được một năm thôi nhé anh chị em ạ à. bây giờ là chỉ làm được một năm thôi nhé thì nó thay cho cái giấy thông hành bữa trước là cái giấy thông hành của chúng ta là được 3 tháng đúng không ạ à? thì bây giờ cái giấy thông hành đấy nó thay cho cái hộ chiếu là trong vòng một năm anh chị em ạ à. thì tại vì là sợ cái giấy thông hành 3 tháng thì nhiều khi anh chị em mình vẫn chưa đăng ký được vé máy bay đăng ký chuyến bay nhân đạo hoặc là đăng ký chuyến bay thân, thương mại thì vẫn chưa đăng ký được đúng không ạ à? thì thế là thì nên là bây giờ anh chị em là cùng tất cả mọi người thì là hãy cố gắng nhé nếu mà anh chị em nào hộ chiếu gần hết hạn rồi thì hãy nhanh chóng liên hệ với công ty du lịch và di dân đông nam á cùng tất cả đội ngũ nhân viên để được làm và những cái hộ chiếu nhanh nhất cho tất cả anh chị em nhé Nhiều khi chúng ta có cái hộ chiếu tay Ví dụ chúng ta đăng ký chuyến bay nhân đạo rồi đúng không ạ Thì chúng ta có cái có thể văn phòng Đài Bắc gọi thì chúng ta đã có hộ chiếu rồi anh chị em hãy chuẩn bị tất cả những hành trang những tư trang mà những cái gì bên cạnh chúng ta thì chúng ta để sẵn ra đấy đừng có mà đến lúc mà khi mà lướt đến chân rồi mới nhảy thì chắc là không kịp đâu các anh các chị em ạ à? nhiều khi kịp thì chúng ta rất là mất thời gian rất là mất tốn tiền nữa lại có khi nhiều khi làm được có nhiều khi không làm được đúng không ạ thế nên là Thu Thủy khuyên tất cả anh chị em nếu như hộ chiếu gần hết hạn thì chúng ta lên làm trước đi nên làm trước để đấy các bạn ạ làm trước một hai tuần hoặc là một hai tháng 3-4 tháng năm 6 tháng trước cũng không có sao hết đấy nhá nếu như mà chúng ta nhìn thấy hộ chiếu là 2022 hết hạn rồi năm nay 2021 đúng không ạ thì anh chị em có thể làm trước được rồi không sao hết nhá đó là thu thủy cho khuyên tất cả các anh chị em chân tình ạ à, nếu mà chị ơi muốn hỏi hộ chiếu hộ chiếu của em mà đến tháng 10 hết hạn rồi ý, thì lên là bây giờ đi làm lại đi nhá tốt nhất là đi làm lại đi em ạ nên làm lại đi thì nó sẽ tốt hơn tại vì cũng còn mấy tháng nữa thôi mà nên nhiều khi chúng ta nhớ đâu rồi tất cả anh chị em về việt nam ở lâu đúng không ạ nếu mà hội chú đài loan về việt nam ở lâu thì chúng ta lại làm bên việt nam thì nó sẽ cái mất thời gian hơn và nó sẽ sẽ mất nhiều tiền hơn nhá thế anh chị em nào nếu như mà hộ chiếu Đài Loan, hộ chiếu Việt Nam hết hạn thì chúng ta lên làm tại Đài Loan nhé. Còn một năm nữa thì chúng ta lên làm trước đi không có sao. Không? Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm trước được thì lên anh chị em lên làm trước ạ, à, đúng không ạ? Làm trước đi để đó cũng không có thật bằng thừa đâu, đúng không ạ? Thì nhiều khi chúng ta bất chợt chúng ta có vấn đề gì, chúng ta có thể hộ chiếu trong 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 tay rồi là chúng ta có thể sách vali lên mua vé máy bay và cầm hộ chiếu là chúng ta có thể về được rồi đúng không ạ? Nhiều khi mà hộ hộ chiếu hết hạn thì rất là khó và tất cả anh chị em cô gì chú bác sang thăm thân cũng vậy. Nhá. Nếu mà đã đi đầu thú rồi Hoặc là có những chuyến bay nhân đạo rồi Thì trước khi về Hoặc là trong thời gian này không cần về trước khi về Cũng như trong thời gian này nghe em thu thủy tư vấn à, Trên live stream của công ty Di dân Đông Nam Á Thì tất cả mọi người hãy chia sẻ Mỗi người chia sẻ một nút like, một nút chia sẻ Để cho rộng rãi tất cả anh chị em Cùng tất cả cô dì chú bác được nghe à, Buổi tối nay thu thủy tư vấn Đúng không ạ? Em thu thủy thì nhân viên Của công ty du lịch Đông Nam Á để tư vấn à, Cho mọi người tất cả các thủ tục nhé À thì là các cô dì chú bác sang thăm thân cũng vậy thì nếu như mà hộ chiếu các cô dì chú bác giờ quyền hộ chiếu của mình ra xem là đã sắp hết hạn chưa hoặc là như thế nào nhá. Anh chị em cô dì chú bác nhớ nhở quyền hộ chiếu của bố mẹ mình ra đúng không ạ? Nhiều khi là bố mẹ già rồi không có biết được là hộ chiếu còn hạn hay không, hoặc nhiều khi con con cái đi làm bận quá cũng không để ý được là hộ chiếu của bố mẹ còn hạn không thì ra sân bay cũng giống như vừa rồi đấy, à, cái chuyến ngày 28 ấy. Thì là ra sân bay ấy Thì là có một cô thì là hộ chứa hết hạn Nhưng mà may xếp tổng giám đốc Phương Lan Thì đã xin được à, để cho cô đấy lên máy bay đấy Anh chị em ạ à. Thế nên là Thu Thủy à, live stream ở đây Thế nếu như bằng cái sự hiểu biết của Thu Thủy À, là một nhân viên của công ty du lịch Đông Nam Á Nếu như Thu Thủy hiểu biết ở đến đâu Thì Thu Thủy sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em Cùng tất cả cô dì, chú bác nhé <laughs> Tại vì Thu Thủy thì không có giống nghề Nếu như cảm thấy là Thu Thủy biết cái gì Thì Thu Thủy sẽ tư vấn thôi, đúng không ạ nên, nên là cô, chú hoặc tất cả anh chị em Yêu quý Thu Thủy thì hãy Ấn like và chia sẻ cho em với ạ Để cho tất cả anh chị em, cô dì, chú bác được biết nhé Đấy là cái vấn đề hộ chiếu Thế còn cái vấn đề nữa là hôm nay cũng gì cách đây vài hôm hoặc là hôm nay cũng thế thì cũng rất nhiều anh chị em lao động hỏi là chị ơi bây giờ em nghe nói là uh, em hết hạn rồi mà em không cần phải ra ý minh xù ra hạn nữa hay là cái gì có đúng không ạ thì thu thủy cũng xin nói luôn này uh, ở trên mạng ấy thì là có khi có những cái tin thì đúng nhưng có cái tin thì không đúng đâu anh chị em ạ còn nếu như mà trước kia mà anh chị em đã từng đi ra hạn hàng tháng chúng ta đi ra hạn một lần rồi đúng không ạ nhưng mà bây giờ trong mùa dịch này thì không thể đi ra hạn được thì tất cả anh chị em có thể gọi điện đến Y Minh sù. Cái nơi mà mình đã từng ra hạn đấy thì tại vì anh chị em đi đến đó thì đều có địa chỉ, đều có số điện thoại đúng không ạ? Thì anh chị em gọi điện đến và nói là ờ tôi tên như thế này, số hộ chiếu như thế này và ngày này tháng này chẳng hạn mình 15 tháng 5 tôi tháng nào tôi cũng đi tôi cũng đi đi cũng đi báo cáo. Thế nhưng mà bây giờ do bệnh dịch này thì tôi có cần phải đến nữa không? đúng không ạ anh chị em không mất gì cuộc điện thoại anh chị em cứ gọi điện đến đó là cái chắc chắn nhất cho bản thân mình đúng không ạ nhiều khi anh chị em cứ nghe ở trên mạng nói cứ nghe vậy thôi nhưng mà đến khi mà anh chị em quên không đi dịch này chúng ta không cần đi chúng ta có thể gọi điện đến là được nhưng mà chủ sao chúng ta vẫn phải gọi điện đến để báo cáo anh chị em ạ thì người ta nghe người ta nói là ừ bây giờ là dịch này mày không cần phải đến nữa đúng không ạ thì lúc đó mình yên tâm hơn đến lúc nhỡ nhỡ mình chỉ nghe trên mạng nhỡ mình nghe bạn nói một thôi là mình lỡ là đến lúc đó mình quá hạn anh chị em quá hạn thì có phải tội không đúng không ạ thế nên anh chị em đừng nghe ai hết mà nghe chính bản thân mình làm theo cái gì mà mình đã làm từ trước đến nay rồi anh chị em nhé anh chị em đừng có nghe ai hết đừng có nghe trên mạng hoặc đừng có nghe người này người kia rồi đến lúc nhỡ ra một tháng lỡ ra hai tháng thì đến lúc mình bất hợp pháp mình không cần phải nói đâu xa hôm nay cũng đã có một em rồi đó mà em nói chị ơi em em bị cờ quá một tháng rồi bây giờ em đi ra nó nó không ra hạn cho em nữa hỏi thế tại sao những tháng trước em vẫn đi Ngày 15 em vẫn đi mà sao tự nhiên hôm nay em lại không đi? Em không đi thì em phải gọi điện đến cho người ta, nói là bây giờ dịch này tao không thể đến được thì mày có thể đăng ký cho tao như nào như nào người ta sẽ hướng dẫn cho mình tại vì người ta đã người ở sở di dân người ta đã từng đóng đóng dấu và người ta đã từng có cái mã số của mình rồi thì mình hãy tin tưởng người ta, hãy tin tưởng sở di dân tin tưởng tất cả các anh cảnh sát anh chị cảnh sát nhé thế nên anh chị em hãy gọi điện đến đó đừng nghe ai hết đấy như hôm nay có bạn nó cũng đâu đóng dấu được đâu nói là bây giờ là mày là người quá hạn rồi có phải tội không đó là tự mình tội tự mình hại mình đúng không ạ mình không không biết tiếng có thể nhờ người đài hoặc là có thể điện cho tất cả nhân viên của công ty du lịch đông nam á đúng không ạ thì mọi người sẽ hỗ trợ các bạn nên là các bạn đừng nghe ai hết nhé Đừng có nghe ai là nói nào, là 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 không cần phải gia hạn hoặc là là không cần phải đi nữa, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sai đấy. Nhiều khi chúng ta sai rồi là chúng ta rất là khổ. Thế là anh chị em cứ gọi điện đến không có sao đâu nhé Người ta sẽ giải thích rất là rõ ràng cho mọi người ạ. À, hộ chiếu nếu mà làm hộ chiếu thì à, trong thời gian này làm hộ chiếu thì mất khoảng từ từ 3 đến 4 tuần nhé anh chị em ạ. Nhớ cái phí là làm hộ chiếu làm lại là cái phí là 5.000 anh chị em nhé như hôm nay tức là hôm nay cũng có một cái em à, em ấy ở ở đâu nhỉ em ấy ở ở ở, ở, ở trên trên thì chị <laughs> chị không nhớ nữa. À, tại vì nó có một cái ông taxi này bình bình nói thì đây là không phải đó là sự thật nhá thì em đây em cũng rất tội em mới bảo là chị ơi chị làm hộ chiếu đi hết bao nhiêu tiền thì nói là hộ chiếu là cái phí là hết 5.000 nhá À, cái phí là hết 5.000 thế thì uh, ông taxi ông bảo là uh, thế bây giờ mày mày làm ở đâu thì trước khi mà thủy đã nói với mọi người và tư vấn mọi người là thu thủy đã gửi cái danh thiếp của thu thủy và thu thủy đã gửi cái công cái địa chỉ của công ty du lịch di dân đông nam á nhớ đã có địa chỉ và đã có số điện thoại của thu thủy cũng như số điện thoại của công ty thì ông ấy bảo là uh, mày làm ở đây hết bao nhiêu nói là năm nghìn Thế nó bây giờ tao đưa nó đi thì có được không nói ông đưa nó đi được là không có sao thế nói thế bây giờ ông đưa nó đi thì ông hỏi cái ý kiến của người nào với người ta có đồng ý không thì bạn ấy không biết tiếng bạn ấy bảo là à, chị ơi ông ấy cứ bắt em đi, à, đi mà ông ấy taxi ông ấy lấy em vừa đi vừa về ông bỏ em vừa đi vừa về là ông ấy lấy 4.000 thế bây giờ cái phí của em làm là là hết hết bao nhiêu mà em 4.000 nữa thì để thành bao nhiêu thành 10.000 là chị xong này em mất nửa ngày đi em mất nửa ngày lấy em lấy tiền đâu ra thì thực ra đó thì các bạn ạ à, thì mình thì không phải là nhất thiết là các bạn phải gửi cho công ty thu thủy làm đâu Thì về làm một cái hộ chiếu Ở đâu cũng thế, công ty nào cũng thế Thì cũng bắt buộc là cũng phải lấy lời một chút đúng không ạ Tại vì tiền đi, tiền lại, tiền đi lộp hồ sơ, tiền viết hồ sơ cho các bạn đúng không ạ Thì nên là các bạn trước khi các bạn làm các bạn tự đi cũng được Không có sao hoặc là nhờ công ty cũng được Công ty làm thì công các bạn chỉ gửi hồ sơ đến công ty còn phải viết hồ sơ Xong gửi đi lộp cho các bạn, xong nĩnh về cho các bạn Xong lại gửi đến tay cho các bạn đúng không ạ thì các bạn xem là uh, công ty có lời nhiều không đúng không ạ? Cái giá bao nhiêu, cái giá lết bao nhiêu thì bây giờ tất cả anh chị em cũng đều biết hết rồi đúng không ạ? Thế nên là anh chị em tự đi làm cũng được, hoặc gửi cho công ty du lịch Đông Nam Á, công ty thu thủy làm cũng được, không có sao hết nhá thì cái đó là cái quyền của mỗi anh chị em thu thủy không có bảo là ờ anh chị em bắt buộc là hộ chiếu hết hạn rồi hoặc hộ chiếu của, ờ, sắp hết hạn rồi phải đưa cho công ty du, du, du lịch đông nam á làm không cần đâu các anh chị em ạ mình không ép các bạn nhá các bạn có thể đi làm được không có vấn đề gì hết nhá thế nhưng mà các bạn tính đi tính lại tính ngày công và ngày nghỉ của các bạn và tính tiền xe của các bạn đi các bạn thử xoan nái xoan chi liệu các bạn có lời hơn không đúng không ạ <laughs> nếu như các bạn cảm thấy các bạn lời hơn Thì nó khác Đúng không? năm hộ chiếu 15 Hoặc ngày hết hộ chiếu hết hạn Hộ chiếu quá hạn thì nó sẽ đắt hơn Đó hộ chiếu nếu mà dành cho những người uh, cô dâu Thì là nếu mà hộ chiếu mất ấy, Thì là hết 9.000 nha các bạn ạ à. Thế nên là nó rất là phức tạp hơn rất là, rất là nhiều Thế còn hộ chiếu những người thì chỉ làm được một năm thôi anh chị em ạ à. Thế nên là anh chị em cùng tất cả cô dì chú bác là Nếu như mà hộ chiếu sắp hết hạn rồi Hoặc là còn hạn À, hoặc là như thế nào nếu mà cần hỗ trợ thì hãy liên hệ cho thu thủy 0935 938 684 nhé à, Tất cả anh chị em cùng tất cả mọi người thì chuyến rất là nhiều người nói chưa em muốn về chuyến ngay bay 12 em muốn về chuyến máy bay 19 <laughs> Thực ra Thu thủy xin lỗi nhé chuyến máy bay 12 và chuyến máy bay 19 thì là đã đầy mất rồi ạ à. Bây giờ cái chuyến ngày 23 thì cũng đầy rồi Bây giờ chỉ còn ngày 26 thôi Nếu mà ngày 26 tất cả anh chị em nào mà muốn về Thì hãy nhanh chóng liên hệ với đội ngũ nhân viên Của công ty du lịch Đông Nam Á nhé Để được đặt những giờ tấm vé sớm nhất Hoặc là các anh các chị Có thể liên hệ với tất cả các đại lý Bán vé máy bay uy tín nhé Để được đặt vé Chứ không nhất thiết là nào phải đặt vé Của công ty du lịch Đông Nam Á đâu ạ à, Đúng không ạ à? Anh chị em tìm những công ty uy tín để chúng ta đặt vé Ví dụ như chúng ta có vấn đề trục trặc gì Thì chúng ta có thể tìm công ty đó Một cách rất là nhanh chóng đúng không ạ Cũng giống như công ty thu thủy đã nói luôn Nếu như tất cả anh chị em mua vé Ở bên công ty du lịch Đông Nam Á Nếu như khi mà trước ngày bay Công ty nhân viên sẽ hỏi lại Và xác nhận với tất cả anh chị em là Cùng tất cả cô gì chú bác là Cô ơi anh chị em ơi ngày 12 bay Anh chị em có đồng ý về chuyến này không ạ Nếu như anh chị em nói là đồng ý Thì công ty du lịch Đông Nam Á sẽ tất cả hỗ trợ là đăng ký và khách sạn rồi vé máy bay đăng ký hết luôn Thế nếu như mà trong cái ngày hôm đó là khi mà đã có cái lệnh là đồng ý rồi Mà sau hai ba ngày sau mà đã khách sạn đã trả hết tiền rồi Vé thì đã hạ trả hết tiền rồi Mà tất cả anh chị em cô dì chú bác nói là Bây giờ chị không muốn bay nữa, chị không muốn về nữa Thì công ty không có trách nhiệm hoàn tiền cho tất cả anh chị em nhé Cùng tất cả cô dì chú bác Trước khi mà đã xuất vé rồi hoặc là đã Khách sạn đã trả hết tiền rồi thì mọi người sẽ không được hoàn không được hủy nữa ạ, à, nhá. Còn nếu như mà trước ngày bay đó, trước cái lúc mà quyết định bay thì công ty đã hỏi tất cả mọi người là hoặc tất cả cô gì chú bác là nếu cô gì chú bác đồng ý thì là sẽ đồng ý, còn nếu mà không đồng ý thì có thể đổi chuyến sau hoặc có thể là lấy tiền lại không có sao. Còn nếu như mà không bay, ví dụ ngày 12 không bay, sau ngày 13 hoặc là ngày 14 sau cái ngày đó thì tất cả cô gì chú bác có thể đổi sang chuyến sau hoặc là có thể lấy tiền lại cũng không sao hết ạ. À. Đúng không ạ? Đấy là cái mà công ty du lịch Đông Nam Á làm việc Anh chị em Chứ không cần phải sợ mất đâu Anh chị em cô gì chú bác ạ Khi mà đã đặt vé của công ty du lịch Đông Nam Á Không sợ mất tiền Nếu không bay được Thì công ty sẽ trả lại Hoàn toàn 100% cho tất cả mọi người nhé Thế nên là tất cả anh chị em cô gì chú bác Hãy yên tâm Nhà như vậy nếu như mà mua vé hoặc làm bất kể thủ tục gì thì hãy nhanh chóng liên hệ với công ty du lịch Đông Nam Á nhé. À, thì nếu như mà anh chị em ạ, À, mua vé máy bay thì uh, chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là hộ chiếu, thứ hai là chứng minh thư Việt Nam, thứ ba là hộ khẩu Việt Nam nhé và hai cái tờ mà cam kết công ty du lịch Đông Nam Á sẽ gửi cho tất cả anh chị em cùng cô dì chú bác vào like nhé, vào like để mọi người cùng viết và sẽ gửi lại cho công ty du lịch Đông Nam Á thì thu thủy sẽ nói luôn này, <laughs> nếu như tất cả anh chị em cô dì chú bác mà chụp hộ chiếu á thì mở cái quyển hộ chiếu ra, có cái tấm hình á và có cái tên của mình. Ví dụ tên là Nguyễn Văn A ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, số chứng minh thư bao nhiêu mở cái tờ đó ra chụp lên lại cho em, chụp lên cho tất cả nhân viên ạ. À. Chứ mọi người đừng có chụp cái mặt, cái mặt mặt xanh ấy thì lại sẽ không làm gì được Nhân nên là rất là nhiều người em hướng dẫn rất là nhiều thì mọi người lại cứ chụp cái mặt xanh chụp chụp đến ba bốn lần nhiều khi em rất thật với chị em là phải em vắt cáu lên luôn đấy tại vì là em thì rất là nhiều người làm đúng không ạ à? thì em cũng đã lấy cái mẫu của người khác em chụp lên rồi thế nên là mọi người như vậy nhé à, cho à, linh hát linh này em linh ơi à, trả trước bao nhiêu Linh ơi nếu như mà vé mà vé ngày 23 đó Vé ngày 23 thì là 23 tháng 6 thì bay về Hà Nội thì giá vé là 50 58.800 nhá. Còn giá vé bay về Nha Trang ấy thì là 65.500. Nếu như mà trả trước thì là mọi người sẽ trả trước một nửa Mọi người trả trước 30.000 hoặc là 35.000 hoặc là 3 hoặc là 38.000 mấy trăm cái số lẻ đằng sau nhá. Thì còn và còn cái một nửa nữa đến khi nào mà um, Công ty sẽ báo ngày bay rồi thì lúc đó sẽ lộp hết nhá À, chứng minh hộ khẩu Việt Nam thì đúng rồi ạ. À. Chứng minh thư với lại hộ khẩu Việt Nam thì tất cả anh chị em cô dì chú bác à, gọi người nhà chụp vào chụp là được rồi nhá. Chụp chụp là được rồi anh chị em ạ à. nhá. À... Thế nên là mọi người cố gắng nhá thì đấy là cái thủ tục vé máy bay làm hộ chiếu thế còn bây giờ thì và những cái vấn đề mà tất cả anh chị em đi đầu thú thì cũng đã nghe mọi người nói là không cần phải đến báo cáo nữa thì không có đúng đâu anh chị em ạ à. anh chị em hãy gọi điện nhé hãy gọi điện đến sở di dân để xác nhận nhé đừng để mà chúng ta là người hợp pháp rồi cuối cùng thành nào người bất hợp pháp đấy là thu thủy khuyên tất cả mọi người anh em chân tình nhé và còn nữa là mọi người ạ à. À, mọi người thu thủy sẽ tư vấn cái vấn đề nữa rất là nhiều vấn đề mà tất cả anh chị em cùng là nhiều lắm rồi nhiều lắm nhưng mà rất là nhiều người cũng không sang đài loan cũng rất là nhiều nhưng mà thực ra là không biết công ty du lịch đông nam á thu thủy nói chân tình thì cũng giống như hôm nay có một cái em này cũng rất là đáng tiếc thực sự ra thu thủy rất đáng tiếc thu thủy cũng nói một câu luôn nếu như mà chắc em tìm chị một năm hoặc là hơn năm trước thì chắc chắn là em sẽ cuộc đời của em nó sẽ khác rồi sang một trang màu hồng rồi nhá thì có nghĩa là như thế này à, em đấy là lấy chồng tại đài loan và có con thế nhưng mà có con được 2 tuổi thì là em mới ni dị và em mới về việt nam về việt nam thì đến lúc là chồng chị chồng em đó mất mất thì em mới được bảo lãnh sang dạng y chin để nuôi con đúng không ạ nếu như em mới sang dạng y chin để nuôi con thì sang một thời gian 6 tháng hoặc một năm sau em mới có thể làm được thẻ cư trú Thẻ cư trú 151 anh chị em ạ, à, thẻ cư trú 151 để được ở lại Đài Loan và sau 3 năm đó hoặc 5 năm đó em đó ở Đài Loan không có về Việt Nam quá 3 tháng thì thời trong thời gian đó em đấy đã có thể làm lại được chứng minh thư Đài Loan rồi ạ. À. Thế nhưng em mới không biết thu thủy, em mới sang 6 năm rồi mà em mới không biết thu thủy luôn. Đến khi mà con em ấy là đến tháng 9 này là tròn 20 tuổi rồi. Vừa lấy em mới có gọi điện là chị ơi chị tư vấn giúp em cái trường hợp của em như thế này. Đó cũng giống như thu thủy nói vậy thì lại chị mới nói với uh, thu thủy mới nói với em đó là em đấy là ui giời ơi tiếc quá đúng không ạ? Em mới sang năm năm rồi mà em mới không biết, không biết luôn đấy. Đến bây giờ em mới biết thì muộn rồi vì con em ấy tháng 9 đã đủ 20 tuổi rồi. Khi mà chúng ta dạng y chin theo con, khi mà chúng ta ly dị về Việt Nam và chồng mất hoặc là chúng ta có thể sang lại đúng không ạ? Theo dạng thăm thân hoặc theo dạng chăm con. Nhưng mà chúng ta một năm chúng ta được làm thẻ cư trú một lần Và đủ 3 năm thì chúng ta làm lại được chứng minh thư Nhớ chúng ta có thể làm lại được chứng minh thư anh chị em ạ à. Đó nên là anh chị em nếu mà trong trường hợp đó Thì hãy nhớ cho Thu Thủy nhớ Hãy nhớ cho Thu Thủy Và có vấn đề trong vấn đề vậy Thì hãy liên hệ với Thu Thủy 0935 938 684 Anh chị em ạ à, nhá Thế nên là anh chị em nếu mà gặp trong trường hợp đó Hoặc là đang xem livestream của Thu Thủy Thì hãy giúp Thu Thủy like Và ấn like cho tất cả anh chị em đều được biết ạ à, đúng không ạ đều được biết để cái vấn đề đó đấy là vấn đề chứng minh thư nếu chúng ta dạng sang dạng y chin con mà 17 tuổi hoặc là con 19 tuổi mà chúng ta đã sang được 3 năm cho tới 5 năm thì chúng ta vẫn làm được chứng minh thư. Thì anh chị em hãy liên hệ với Thu Thủy 0935 938 684 để Thu Thủy tư vấn và chúng ta sẽ không phải về nước nhé. Tại vì là Quy định của đất nước Đài Loan là con đủ 20 tuổi là không cần phải cha mẹ phụng dưỡng nữa. Đáng nghĩa là 10, 10, 18 tuổi đúng không? Nhưng đằng này thì nó có vấn đề làm chứng minh thư thì phải 20 tuổi. Anh chị em ạ, à, 20 tuổi không đủ 20 tuổi là không làm được nữa. Thì Thu Thủy cũng đang làm cho rất là rất là nhiều anh chị em rồi. Thế nên là nếu mà anh chị em nào gặp trường hợp đó thì hãy liên hệ với Thu Thủy. Còn cái vấn đề là làm chứng minh thư. Nếu như mà hiện tại bây giờ chúng ta đủ 35 mà chúng ta có con thì chúng ta vẫn làm bình thường không cần phải khỏi chồng ý kiến của chồng là chúng ta cho làm chứng minh thư hay không nhá thế nên là còn bây giờ nếu như mà chúng ta mà không có con mà đủ 35 mà anh chị em làm chứng minh thư thì bắt buộc phải sự đồng ý của chồng thế nên là anh chị em nào hãy cố gắng Nhớ, hãy cố gắng thuyết phục chồng cho làm chứng minh thư ạ à, số điện thoại của em thu thủy là 0935 938 684 anh chị em ạ à, và tất cả nhân viên số điện thoại của nhân viên công ty du lịch và di dân Đông Nam Á thì em đã ghi mở trên đầu trang thì nếu anh chị em nào có muốn tư vấn hoặc muốn làm tất cả thủ tục gì thì hãy liên hệ với công ty du lịch và di dân Đông Nam Á để được tư vấn và hỗ trợ tất cả giấy tờ anh chị em nhé đó đúng không ạ Thì đấy là cái vấn đề làm chứng minh thư và nếu như mà chúng ta có con có con đấy nhưng mà chúng ta ly thân, nhưng mà chúng ta có con chúng ta ly thân đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn làm chứng minh thư bình thường. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn làm chứng minh thư bình thường. Nhớ là ly thân rồi nhưng mà thỉnh thoảng anh chị em vẫn về thăm con nhá, vẫn phải về thăm con rồi là chụp hình với con đấy. Đấy là Thu Thủy nhắc tất cả anh chị em nào nếu mà trong cái ví dụ trong gia đình mà có vấn đề cơm không ngon, canh không ngọt đó, đúng không anh chị em ạ? Thì anh chị em mà có đi về với con, ăn cơm với con hoặc đi chơi ở đâu thì chúng ta nhớ chụp hình lại cho Thu Thủy để chúng ta làm được chứng minh thư dễ dàng khi mà chúng ta ra phòng hộ khẩu nằm cái quây hoa đó thì phòng hộ khẩu nó sẽ hỏi là mày ở với con mày mày như thế thì mày có đi chơi với con mày mày có hình hay không à, có đi chơi ở đâu không phòng hộ khẩu nó hỏi đến tất cả anh chị em ạ Tại vì mình đã đưa rất là nhiều anh chị em đi ra phòng hộ khẩu để làm cái quây hoa rồi Thế nên là phòng hộ khẩu nó hỏi cái điều đó là 100% nhá Không bao giờ nó không hỏi đâu anh chị em ạ Những cái điều mà thu thủy tư vấn đây không bao giờ bằng thừa Sẽ không bao thừa đâu anh chị em ạ Nếu như anh chị em nào mà nghe được Thì có thể nhiều đến bây giờ nhiều khi anh chị em không cần dùng đến đâu ạ không cần đến bởi vì ừ mình chắc những cái trường hợp mình không đến nhưng một lúc nào đó chính bản thân mình cần đến hoặc là những người bên cạnh của mình những người thân của mình những bạn bè của mình cần đến những cái những cái lời của thu thủy tư vấn hôm nay đúng không ạ thế nên là tất cả anh chị em hãy để ý cho thu thủy với nhé à anh chị em đúng không ạ thế nên là tất cả anh chị em À, đang xem live stream của Thu Thủy Thì hãy rộng rãi cho Thu Thủy với nhé Thế nên là đấy là Đứng đấy là cái vấn đề mà làm chứng minh thư Đúng không ạ? Chứng minh thư thì tất cả anh chị em nào Mà à, chúng ta đã Nếu mà chúng ta chưa đi học được 72 tiếng Thì chúng ta có thể đi thi Thi thì nó cũng dễ thôi anh chị em ạ à. Anh chị em chỉ cần thi được 60 điểm là đậu rồi Không cần phải là 100 điểm đâu Nhưng mà có nhiều người thì thi 100 điểm đó Uh, thu Thủy gửi sách cho thì tất cả anh chị em là đã thi toàn 100 điểm hết đấy anh chị em ạ à. nhưng mà chúng ta thi nếu mà đi thi thì là 60 điểm là là đủ điểm rồi anh chị em ạ à, nếu mà tất cả anh chị em không có thời gian đi học đúng không ạ à? không có thời gian đi học thì chúng ta có thể đi thi thì công ty di dân Đông Nam Á sẽ gửi sách cho tất cả anh chị em nhé cho tất cả anh chị em để để đi để, để học chúng ta học một thời gian là chúng ta có thể thi được khoảng là uh, trong cái đường link của iPhone đấy thì chúng ta sẽ vào cái đường link đó đúng không ạ? vào cái đường link đấy thì là chúng ta có thể học được anh chị em nhé. <laughs> thế nên là nếu mà anh chị em nào muốn làm chứng minh thư này à, hoặc là làm tất cả giấy tờ gì đến liên quan đến Việt Nam và Đài Loan thì hãy nhanh chóng liên hệ với đội ngũ công ty du lịch và di dân Đông Nam Á nhé đó anh chị em nào nếu mà đang xem live stream của thu thủy thì hãy ấn like và chia sẻ cho thu thủy để được anh chị em cùng tất cả mọi người cùng tất cả bạn bè cô dì chú bác à, rộng rãi để nghe à, em thu thủy nhân viên của công ty du lịch đông nam á để được tư vấn đúng không ạ à, những cái lời em thu thủy tư vấn thì à, em hiểu biết đến đâu bằng cái sự hiểu biết của em thì em sẽ tư vấn cho mọi người thôi đúng không ạ à, vé máy bay tháng 6 nhân đạo thì xong à, ngày tháng 4 vừa rồi à, mùng 4 thì vừa rồi có đúng không ạ thì ngày 12 thì là thứ hai này có vé rồi nhá. À, mọi người ạ, à, thì rất là nhiều nhiều anh chị em cùng rất là nhiều người đang đang ngóng ngóng ngày 12, ngày 19 và ngày 23 đúng không ạ? <laughs> thì là tất cả anh chị em thì là công ty du lịch Đông Nam Á đã chốt danh sách cho mọi người rồi thì mọi người yên tâm nhé, Mọi người cứ yên tâm, công ty du lịch Đông Nam Á cùng đội ngũ nhân viên à, sẽ hoàn tất tất cả các thủ tục À, trước khi tất cả anh chị em chuyến bay và sẽ hỗ trợ mọi người là đi đâu để khám covid nhé để để chúng ta test đấy chúng ta test covid là trước ngày bay là hai ngày hoặc là một ngày đúng không ạ thì nếu như mà anh chị em nào mà có khó khăn ở trên cái ví dụ như mà đài bắc thì đài bắc tân bắc rồi là bản chéo à, bây giờ thì đang đang dịch rất là nhiều đúng không ạ thì mọi người cùng tất cả anh chị em, cô dì, chú bác thì đi ra ngoài nhớ cẩn thận nhé à, Bây giờ dịch nhiều lắm, thế các, tất cả mọi người thấy không? À, một ngày hôm nay mà tăng tới 500 mấy chục ca và chết tới 38 người thì sợ lắm đúng không ạ? Đất Đài Loan thì nó rất là nhỏ Mà các bạn thừa biết là ở bên Việt Nam mình dịch bây giờ cũng rất là nhiều Nhưng mà Việt Nam các anh các chị có biết sao không? Việt Nam mình thì có một đảng thôi Thì là nhà nước nói sao? Thì là dân theo vậy đúng không ạ? Còn ở bên Đài Loan này thì nó có hai đảng nó đa đảng anh chị em ạ. Nó đa đảng nên là rất là khó nói. Thế nên là Thu Thủy mong tất cả anh chị em cô dì chú bác đang có mặt và đang làm việc tại Đài Loan trong mùa dịch này thì nếu như cần thiết thì chúng ta hãy đi ra ngoài mà không cần thiết thì thôi, hãy giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình cho những người thân yêu của mình đúng không ạ? Tại vì những người thân yêu của mình ở bên Việt Nam thì cũng cũng rất là lo lắng, cũng mong ngóng À, từng ngày từng giờ một là cũng nghe được là bên này uh, những người con những người uh, chồng uh, rồi bố mẹ mình sang thăm thân này ở bên dịch này có bị làm sao không đúng không ạ tâm lý của ai cũng vậy thôi thế nên là tất cả anh chị em cô dì chú bác là đang ở bên Đài Loan này thì đang trong mùa dịch này hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé hãy nhớ giữ gìn sức khỏe đừng có đi ra ngoài nhiều quá, nhiều khi không may bị làm sao không may bị nhiễm thì rất là khổ đúng không ạ? À, khổ tới bản thân mình rồi là những người xung quanh của mình thì rất là lo no lắng anh chị em ạ. Thế nên là anh chị em nào mà uh, cần thiết thì chúng ta đi ra ngoài hoặc là nếu có công ty mà chúng ta đang làm ấy, đang làm việc mà cũng chưa có người nhiễm thì uh, thu thủy xin uh, mọi người là chúng ta khẩu trang ấy, thì chúng ta sẽ bịt hai cái và chúng ta mua cái 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 cái, cái, cái kính ấy cái kính mà nó sẽ chùm đến đây này cái kính thì nó sẽ chùm đến mặt này thì tốt nhất là anh chị em đi làm công ty chúng ta lên mua cái đó đó là em thu thủy chân tình đó em thu thủy khuyên mọi người chân tình cái đó hình như mình mua ra hiệu thuốc mình mua có có trăm mấy thôi anh chị em ạ à, có trăm trăm chín đấy trăm chín mấy khoai ở hai trăm mấy thôi anh chị em chúng ta không thừa đâu kể cả đi làm mà công ty chưa có anh nhiễm cũng không có sao hết lúc đầu anh chị em đeo một lần đến hai lần chưa quen mà đúng không dần dần quen hết nhưng mà bảo vệ chính bản thân mình đấy anh chị em ạ à anh chị em bảo vệ bản thân mình nhé chúng ta mua này này nó đeo vào đến đây này xong rồi nó sẽ phủ phủ xuống á xong rồi nó phủ xuống đến đây thì nó sẽ an toàn hơn anh chị em nhớ mua cái đấy nhé à, và chúng ta mua một cái lọ cồn ấy mua một cái lọ cồn nhỏ chúng ta bỏ vào trong túi quần ấy hoặc là chúng ta bỏ trong lúc đi làm ấy chúng ta cứ bỏ vào đấy chúng ta đi ra ngoài vào chúng ta xịt chúng ta đi đâu chúng ta cầm cái gì vào chúng ta xịt thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho anh chị em rất là nhiều anh chị em ạ Nhá. anh chị em đang xem livestream của Tu thủy thì chia sẻ chia sẻ dùng thu thủy với nhá <laughs> chị an Hoài nên em cảm ơn mọi người nhé em cảm ơn 410 người đang xem nên em cảm ơn mọi người rất là nhiều nên là hãy like cho em và chia sẻ cho em rộng rãi nên nhá để mọi người biết được là em thu thủy tư vấn nhá mọi người ơi nhá thì đấy là cái vấn đề mà em thu thủy tư vấn một chút về cái vấn đề là vé máy bay rồi đúng không ạ hộ chiếu rồi đúng không ạ à, rồi là chứng minh thư chứng minh thư rồi nhé con nuôi thì uh, rất là nhiều người uh, thu hỏi em thu thủy và cũng rất là nhiều người gọi điện là uh, chị ơi em ơi uh, cũng rất là nhiều người giới thiệu em là uh, em là rất hiểu biết về tất cả các luật rồi tất cả làm giấy tờ <laughs> thì em thu thủy cũng qua đây em thu thủy cũng cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều uh, là một uh, Nhân viên của công ty du lịch Đông Nam Á thì cũng là em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn tin tưởng và yêu quý em cũng luôn dành cho em những cái lời yêu thương thì uh, em Thu Thủy cũng vậy cũng như tất cả nhân viên của công ty du lịch Đông Nam Á ai cũng giỏi hết á, ai cũng hiểu biết tất cả tư vấn tất cả các thủ tục hết đấy không phải riêng gì mình em Thu Thủy đâu, đó là em Thu Thủy nói thật uh, công ty em đồng nghiệp em có nhiều người giỏi hơn em rất là nhiều có nhiều người nói chung là ai cũng vậy mỗi người sẽ có một cái cách là xử lý công việc khác nhau. Còn đã là một nhân viên của công ty du lịch và di dân Đông Nam Á thì toàn bộ đội ngũ nhân viên của công ty ai cũng biết xử lý công việc hết, không ai là không biết xử lý anh chị em ạ. À, Nha. Thế nên là anh chị em nào, nếu mỗi yêu quý cho tất cả nhân viên công ty <laughs> công ty em thì hãy nhấc máy lên điện cho đài Trung này đài bắc này cao hùng này lam đầu này bàn chéo này đúng không ạ tất cả nhân viên à, công ty du lịch đông nam á sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em cô dì chú bác rất là nhiệt tình bằng sự hiểu biết đúng không ạ bằng sự hiểu biết và cái sự học hỏi mà sếp tổng giám đốc phương nam đã dạy à, cho nhân viên thì nhân viên chúng em sẽ truyền đạt lại hết cho mọi người ạ <laughs> nhá mọi người hỏi là chuyến bay nhân đạo thì anh chị em ơi nếu như mà À, em thu thủy nói thật là không bắt buộc là anh chị em mình phải mua vé máy bay thương mại đâu ạ à. vé máy bay thương mại thì nó rất là đắt đúng không ạ nhiều khi anh chị em mình không có tiền không đủ tiền để mua phải gửi tiền về việt nam sang thì nếu mà chúng ta có việc gấp thì chúng ta hay đăng ký chuyến bay thương mại còn nếu như mà không có việc gấp thì anh chị em nên đăng ký chuyến bay nhân đạo nhé chuyến bay nhân đạo thì anh chị em cứ vào cái đường ninh của văn phòng đài bắc ấy của văn phòng đài bắc thì thì là chúng ta sẽ vào đó để đăng ký nhé một lát nữa em xuống live stream thì em thu thủy sẽ nhắn cái đường link của văn phòng đài bắc cho tất cả anh chị em nhé à, tháng 7 có vé không có chị ơi nếu tất cả anh chị mà, em nào mà mua vé thì, thì con con gái em đó <laughs> nếu mà anh chị em nào muốn mua vé tháng uh, 26 uh, tháng 6 của hạ vật tháng 7 thì hãy nhanh chóng liên hệ với công ty du lịch và di dân Đông Nam Á nhé để được đặt những tấm vé sớm nhất để về với quê hương, về với gia đình, về với những người thân của mình đúng không ạ? Trong mùa dịch này đúng không ạ? Thế nên là tất cả anh chị em ơi, trong mùa dịch này thì là khổ lắm, vừa khổ vừa thấy sợ đúng không ạ? Kinh tế thì sa sút, công việc thì không có nhiều các anh chị em thấy không à, tất cả mọi công ty đều vậy từ lao động rồi tất cả cũng giống như bọn em cũng vậy thôi không có công ăn việc làm nhiều thì lương đâu có đúng không ạ à? thế trong mùa dịch lại dịch thì nhiều thì lại sợ nữa đúng không ạ à? thế nên là tất cả anh chị em cô dì chú bác hãy nhanh chóng hãy cố gắng nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhớ đừng để những cái gì mà à, nó không không tốt đẹp nhất đến với tất cả anh chị em ạ à, đúng không ạ à? đúng không thì tất cả anh chị em mà hỏi uh, hỏi thu thủy thì một lát nữa thu thủy sẽ xuống đưa xuống 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 like thì thu thủy sẽ tư vấn cho mọi người nhé hoặc là uh, trên đã uh, đang live stream thì có chị hồng vui này uh, uh, chi nhánh bản chéo này và có um, chị uh, Phương Loan chi nhánh ở Cao Hùng nhá thì tất cả anh chị em nào mà đang xem thì có thể uh, vào số điện thoại của chị Hồng Vui hoặc là của chị Phương Loan đúng không ạ chi nhánh Cao Hùng sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em nhá uh, chị uh, Phương Loan thì uh, tư uh, ở Cao Hùng thì cũng uh, chị cũng làm ở công ty du lịch Đông Nam Á cũng lâu rồi chị hiểu biết rất là nhiều chị Hồng Vui thì chị làm được mười mấy năm rồi đấy anh chị em ạ chị Hồng Vui thì chắc chắn là ai cũng biết rồi đúng không ạ <laughs> thế nên là là, là 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 tất cả anh chị em đều biết chị Hồng Vui thì chị chuyên là về uh, cái, uh, cái mảng mà thai sản thì rất là nhiều và giúp đỡ tất cả anh chị em cô dì chú bác về vấn đề uh, vé máy bay thương mại này hoặc là đăng ký đường link đúng không ạ thì uh, chị Hồng Vui thì mọi người cũng biết nhiều và tất cả nhân viên của công ty du lịch Đông Nam Á thì là mọi người ai cũng biết đúng không ạ <laughs> thế nên là mọi người nếu như mà mọi người cần uh, đăng ký hoặc thủ tục gì thì hãy liên hệ với tất cả nhân viên ở công ty du lịch đông nam á nhé ha vấn đề đấy thì là à, em xin cảm ơn mọi người đã luôn luôn chúc em buổi tối vui vẻ thì à, em cũng xin chúc tất cả anh chị em cô dì chú bác à, buổi tối vui vẻ hạnh phúc À, và trong mùa dịch này thì tất cả anh chị em cô dì chú bác hãy cẩn thận nhé, hãy cẩn thận đó là em thu thủy nói chân tình và chúng ta hãy hãy là nghĩa là mua những cái khẩu trang mà có thể diệt khuẩn này mua những cái cái mà chắn ở đằng trước này trước mặt chúng ta đi ra ngoài học đến làm công ty về nhà thì anh chị em không cần nhưng khi mà chúng ta đi ra ngoài thì tất cả anh chị em chúng ta lên mua lên mua những cái đó anh chị em ạ à, thì sẽ an toàn và bảo vệ sức khỏe cho mình nhiều hơn và mỗi người sẽ có một cái một cái mua cái 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 xịt khuẩn ấy bỏ vào trong túi nha anh chị em ạ à. thì đó là cái vấn đề về máy bay rồi đúng không ạ Vé máy bay rồi hộ chiếu rồi làm chứng minh thư đúng không ạ thì còn vấn đề con nuôi nữa thì thu thủy sẽ tư vấn nhá con nuôi ấy thì rất là nhiều anh chị em gọi điện hỏi em là em ơi trong mùa dịch này có làm được con nuôi không thì em thu thủy nhân viên công ty du lịch và di dân đông nam á à, trong mùa dịch này thì con nuôi thì không ảnh hưởng gì con nuôi thì vẫn làm bình thường không có sao hết á để vì vì nó con nuôi biết sao không ạ con nuôi thì là xử lý xử lý giấy tờ bên Việt Nam thôi còn khi nào mà em xử lý xong rồi thì gần xong rồi thì à, mọi người về ký bên Việt Nam Cha dượng với người cho đi về ký một lần thôi và giấy tờ đi làm từ Việt Nam gửi sang đây thì chúng ta sẽ làm ở bên Việt Nam và Đài Loan thế nên là không ảnh hưởng gì nhé nếu mà anh chị em nào có ừ, muốn làm con nuôi thì hãy nhanh chóng liên hệ với tất cả đội ngũ nhân viên của công ty Di dân Đông Nam Á nhé để được tư vấn và làm những cái thủ tục gì để làm con nuôi đúng không ạ trong mùa dịch này thì hiện nay thì cũng đã có ba bốn người uh, đang uh, chuẩn bị giấy tờ để đưa cho thu thủy làm rồi ạ đúng không ạ thì thu thủy vẫn con nuôi thu thủy vẫn làm vẫn làm bình thường anh chị em ạ con nuôi thì con của anh chị em À, con chị anh chị em nhà mình ngày xưa mình có lấy chồng Đài Loa, à mình có lấy chồng Việt đấy mình có các anh có con ở bên Việt Nam thì là dưới 17 tuổi thì chúng ta vẫn làm con sang bình thường hoặc là làm cho cháu làm cho cháu thì là dưới 15 tuổi nhé anh chị em ạ à. Thế nên anh chị em nào có con nuôi thì bây giờ cứ làm đi chúng ta cứ làm bình thường thôi không có sao hết không phải là trở ngại gì đâu ạ à. Đúng không ạ à? Còn thì những cái à, trường hợp mà con nuôi đã làm xong hết giấy tờ rồi chỉ đợi cha mẹ về ký mà được 18-19 tuổi rồi thì chúng ta cứ từ từ nhá để xếp tổng công ty du lịch Đông Nam Á sẽ xem là vấn đề là để làm sao mà những cái hộ chiếu Đài Loan sẽ được về trong thời gian sớm nhất tháng 7 hoặc tháng 8 này đúng không ạ? Thì rất là nhiều người rất là nhiều hỏi hỏi thì Thu Thủy cũng cũng đã trả lời mọi người là à, từ từ 1-2 tháng nữa xem sao ạ đúng không ạ? thì cô dâu nhà mình rất là lôn nóng để về rồi thế nên là anh chị em nào hãy nhanh chóng nhá nhanh chóng mà uh, chuẩn bị hộ chiếu các thứ để ra đấy còn làm vấn đề con nuôi thì cứ nhanh chóng uh, chuẩn bị giấy tờ hoặc là vào facebook của thu thủy nhá À, số điện thoại của Thu Thủy là 0935 938 684 Anh chị em ơi hãy, hãy nhấn like cho Thu Thủy đi được không ạ? À like lại bị tụt mất rồi Vừa lấy là gần 500 rồi sao tự nhiên lại bị tụt xuống. <laughs> à, hay là em Thu Thủy tư vấn không có à, không có hay hay là không có không có vừa lòng mọi người nên mọi người không yêu quý em đúng không ạ? Không yêu quý em nên là không có không có share like cho em đúng không ạ? <laughs> em Thu Thủy nói vậy thôi chứ còn thì uh, nhiều khi thì uh, trong cuộc sống ai cũng vậy ai cũng có lúc này lúc kia đúng không ạ cũng giống em thu thủy làm ở, ở công ty nếu như mà trong lúc em uh, tư vấn hoặc là làm tất cả giấy tờ gì cho anh chị em nếu như mà không phải thì em rất mong tất cả anh chị em cô dì chú bác hãy bỏ quá và thông cảm cho em nhé đừng có giận em thu thủy nếu mà anh chị em mà giận ấy thì là em buồn lắm buồn lại không có có động lực để làm nữa đúng không ạ thế nên là nếu anh chị em cô dì chú bác mà yêu thương thu thủy thì hãy nhấn like và chia sẻ cho em nhé để tất cả mọi người được biết à, chuyến bay nhân đạo thì có hành vé có có nhanh chuyến bay nhân đạo ấy thì nếu như mà chúng ta bị bệnh tật ốm đau thì chúng ta có giấy khám của bác sĩ thì tất cả anh chị em đăng ký chuyến bay nhân đạo thì rất là nhanh khoảng từ một tháng cho tới 2 tháng là có thể về được rồi còn nếu như mà anh chị em nào mà hết hợp đồng hoặc là khỏe mạnh thì có thể chờ từ 3 tới 4 tháng anh chị em ạ à. Từ 3 đến 4 tháng mới được lượt gọi nhé. Tại vì sao ạ? Tại vì các anh các chị ở trên văn phòng Đài Bắc thì cũng phải xếp tất cả xếp những cái người mà bầu này hoặc là những người già yếu ốm đau bệnh tật về trước còn những người mà khỏe mạnh hoặc kết thúc hợp đồng khỏe mạnh thì chúng ta xếp sắp về sau nhé thế nên là nhiều người cứ hỏi là chị ơi tại sao em đăng ký năm sáu tháng rồi mà không được về thì mọi người thông cảm là cho tất cả anh chị em văn phòng đại bác tại vì sao tại vì bà bầu này rồi ốm đau bệnh tật rất là nhiều thế nên là chúng ta còn khỏe chúng ta lại thanh niên chúng ta hãy nhường cho tất cả cô dì chú bác cùng tất cả các bà bầu nhé về trước chúng ta mấy tháng đi không có sao đâu còn nếu như mà anh chị em nằm ở gấp thì chúng ta hãy đăng ký chuyến bay thương mại của công ty du lịch đông nam á hoặc là tất cả các chi nhánh được bán vé máy bay nhé anh chị em ạ à. <laughs> thế nên là anh chị em hãy cố gắng nhé thì vé máy bay thì là công ty Du lịch Đông Nam Á thì live, live stream tổng giám đốc rồi là chị Hồng vui hoặc là chị Ngọc Mai hoặc là Thu em Thu Thủy hoặc là tất cả nhân viên của công ty Đông Nam Á cũng đã quảng cáo rất là nhiều rầm rộ ở trên Facebook rồi đúng không ạ? Đó là vấn đề vé máy bay nhá. Thì còn cái vấn đề làm thủ tục giấy tờ rồi tất cả các thứ à, bảo hiểm rồi là tai nạn lao động thì em Thu Thủy cũng tư vấn rất là nhiều rồi. Thế nên là nếu mà anh chị em nào mà đang làm mà có tai nạn lao động ấy hoặc là có vấn đề gì hoặc là ma chay rồi là các thứ đấy thì anh chị em hãy điện cho nhân viên của công ty du lịch đông nam á chị thu loan ở dưới cao hùng ạ à. chị thu loan thì chị luôn luôn giúp đỡ tất cả anh chị em tử lạn rồi là làm như thế nào lấy tiền từ tuất rồi là ma chay no như thế nào thì chị thu loan ở công ty du lịch đông nam á chi nhánh cao hùng thì tất cả anh chị em đều biết đúng không ạ chị Loan thì chị rất là nóng tính chứ thực ra là những cái người mà người ta thường nói những cái người mà nóng tính ấy thì cái tâm của người ta rất tốt anh chị em ạ. À. Cũng giống như Thu Thủy thì không nói là Thu Thủy tốt hay là Thu Thủy như thế nào được. Để một thời gian con người ta tiếp xúc thì người ta sẽ biết được là mình như thế nào anh chị em ạ. À, đừng bao giờ nhìn mặt mà chúng ta có thể đánh giá một con người. Đừng có thể nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người đúng không ạ? Chúng ta không nên đánh giá con người bằng cái cách nhìn, bằng cái sự bên bên ngoài của người ta đúng không ạ? Chúng ta phải chơi với nhau, phải qua một vài một vài sự việc hoặc là một vài cái vấp ngã trong cuộc sống. Những cái lúc chúng ta khó khăn thì chúng ta mới biết được đâu là bạn, còn đâu là bè anh chị em ạ đó là thu thủy nói chân tình chứ không phải là uh, nhìn cái bên ngoài mình nói ở ừ, người này tốt người ta nói ngon nói ngọt nói rất là ngọt ngào đúng không ạ ngọt như mía nùi ngọt như đường ấy ui rồi ôi chắc là cái chị này chị tốt lắm đúng không ạ chưa chắc đâu anh chị em ơi những cái người mà người ta luôn luôn người ta ăn to nói lớn rồi là người ta người ta hay gắt đấy thì là người mình nghĩ là người ta xấu nhưng chưa chắc đâu anh chị em ạ những người đó mới là người tốt thực sự tại vì sao khi mà người ta nói ra được những cái tâm tư ở trong lòng những cái mà tư vấn thật cho mình thì đó mới là cái người mà mình cần chơi đó là em thu thủy nói thật con người ta đâu phải là mình nhìn bề ngoài mà mình đánh giá đâu mình đánh giá được bên trong của con người đâu đúng không ạ anh chị em hoặc tất cả mọi người cũng vậy thôi chúng ta phải tiếp xúc với nhau phải qua một cái một vài giai đoạn hoặc là qua một cái à, vấp ngã gì trong cuộc sống chúng ta mới biết được là cái người đấy như thế nào anh chị em ạ à, chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người nhé vì chúng ta chưa ở với bạn đó tôi chưa ở với bạn bạn chưa ở với tôi mà bạn làm sao mà bạn biết là tôi xấu đúng không ạ à? nhiều khi là ở với nhau rồi nghĩ là tốt nhưng mà chưa chắc đâu bạn ạ à. nhé thế đây là nói chung là em thu thủy vừa tư vấn thì chúng ta cũng vừa nói với nhau những cái câu chuyện đời thường hoặc là nghe cho nhau những cái gì đó chúng ta biết trong cuộc sống thôi mọi người ạ à, em thu thủy thì rất là nóng tính có sao thì em nói vậy thôi đó chứ em không bao giờ em để bụng em nói thật là không bao giờ em để bụng nhiều khi em tức lắm tức lắm em nói em nói thì xả 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 luôn <laughs> thế nhưng mà em giúp thì em vẫn giúp em nói thật đi nhiều khi em tức tức lắm luôn ấy thế nhưng mà em, em, em bỏ thì em không bỏ được em thấy thương em tí thương lắm em bỏ không được con 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 ngồi ra đây cho mẹ con đây, con gái em này đang ở đằng sau em con con ngồi ra đây cho mẹ em ngã mẹ mẹ đang tư vấn con mấy nỉ thế nên là 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 anh chị em ạ à. con duyên nên là anh chị em nào mà uh, trong cái gì đó uh, thì uh, có vấn đề gì nếu như mà công ty uh, nhân viên của công ty du lịch đông nam á uh, hoặc là tư vấn cái gì mà không có vừa lòng anh chị em thì rất mong anh chị em thông cảm nhé và bỏ qua cho tất cả nhân viên của công ty du lịch đông nam á anh chị em ạ uh, <laughs> chị em cảm ơn chị tân nguyễn này này nhé uh, chị đẹp À, uy tín à, tư vấn <laughs> cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ công ty du lịch Đông Nam Á nhé anh chị em ạ à. Thì đấy là chúng ta tư vấn với nhau một chút thôi đúng không ạ Thì vì thực ra thì ở cuộc sống chúng ta cũng chẳng biết được nay như thế này mai thế khác rồi ngày mỗi mỗi chúng ta đều một khác đúng không ạ Thì ngày hôm nay chúng ta vẫn là còn khỏe mạnh nhưng ngày mai biết làm sao được đúng không ạ Thế nên thôi thì chúng ta gặp nhau à, anh em hay là cái gì đấy thì chúng ta chúng ta chào nhau một tiếng thôi đúng không ạ cái bạn vết thương chưa lành này cái bạn này này em ơi à, nếu như mà em thích nghe chị ấy thì em vào cái là bọn chị không nghe thì em đi ra ngoài em nhá chị không bắt buộc là em phải nghe cái cái à, chị tư vấn ở trên trang của bọn chị đâu em ạ nhá người ta bỏ lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau em ạ Thế nên là nếu mà em thích xem thì em xem mà em không xem thì em đi ra ngoài nhá. Cái trang này là trang của công ty chị, không phải là trang cá nhân hay là không phải trang của ai hết. Em muốn xem thì em xem mà không xem em đi ra ngoài nhá. Thế nên là mọi người ạ, ừ, à, chúng ta ngồi đây với nhau, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau, ngày mai chúng ta biết chúng ta có ngồi đây với nhau không? Đúng không ạ? Chúng ta gặp nhau là một cái duyên. Nhiều khi chúng ta đi qua đường chúng ta đâu có biết ai là với ai đâu, đúng không ạ? thế nên là chúng ta đừng có anh hùng bàn phím quá, đừng có ngồi lên đây hoặc là đừng có những nói những cái lời mà nghe nó khó nghe hoặc là những người cay đắng với nhau đúng không ạ, đúng không? thế nên là anh chị em nào mà anh chị em nào mà uh mà đang xem mẹ thì nếu mà thích thì anh chị em nghe không thích cũng không sao đâu nhá Đấy là những cái tư vấn mà 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 em thu thủy nói với mọi người thôi đúng không ạ thì nói chung ở đâu cũng thế cũng có người yêu người ghét cũng có người này người kia đúng không ạ còn nếu mà để một con người hoàn hảo thì chắc không bao giờ có đâu đúng không ạ người ta thường nói là nhìn lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình nên <laughs> là rất là khổ đúng không ạ vé máy bay thì mọi người cũng đang đăng ký rồi nhá thế nên là mọi người đã đăng ký rồi thì ngày 12 xuất vé à, chị Khánh Ninh ơi, Khánh Ninh ơi ngày 12 thì là thứ hai có vé nhá. Thứ hai có vé thì nếu như mà à, em đặt của nhân viên nào ấy thì là thứ hai là mọi người sẽ sẽ gửi vé cho em đấy em ạ, à, nhá. Minh Hằng cũng thế. Thứ hai, thứ hai là mọi người có vé rồi đấy. Mọi người nếu mà đã đặt vé ngày 12 thì là chắc thứ hai có vé tại vì là công ty cũng đang nhanh chóng xuất vé để cho mọi người còn đăng ký đi khám Covid, không sợ là không 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 sợ là 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 sẽ không kịp ấy anh chị em ạ. À. À, anh chị em ơi, nếu mà anh chị em nào tất cả cô dì chú bác nếu mà muốn cái đường đinh của của chuyến vé máy bay nhân đạo đấy thì một lát em Thu Thủy xuống nay em Thu Thủy sẽ em thu thủy sẽ gửi đường link nhé, sẽ gửi đường link cho tất cả mọi người để đăng ký chuyến bay nhân đạo nhé, em sẽ gửi đường link cho mọi người từng mọi người vào tin nhắn để mọi người ấn vào đấy để đăng ký đường link ạ, nhé, à, tại vì trên nay này thì em sẽ không gửi được, thế nên là em sẽ sẽ gửi vào cho mọi người cái đường link để mọi người đăng ký chuyến bay nhân đạo cho nó đỡ tiền anh chị em ạ, nhé, tại vì là anh chị em nhiều khi cũng không có tiền đấy, thế nên là, <laughs> thế nên là chúng ta đăng ký chuyến bay nhân đạo cho nó rẻ tiền anh chị em nhé đó thì hoặc là tất cả anh chị em nếu mà muốn uh, muốn làm hoặc là muốn đăng ký hoặc là tất cả làm thủ tục gì thì hãy điện cho nhân viên công ty du lịch và di dân Đông Nam Á để được tư vấn và để được hỗ trợ nhé thì uh, em Thu Thủy thì cũng uh, tư vấn sơ sơ vậy thôi tất cả những cái gì anh chị em uh, muốn tư vấn thì hãy điện cho Thu Thủy 0935 938 684 nhé để được tư vấn và hỗ trợ <laughs> uh, uh, lụ vũ ơi À, chị sẽ nhắn cái địa chỉ cho em nhé Ở trên Đài Bắc Chị sẽ nhắn cái địa chỉ cho em để em đến đó để test Covid Và khi mà hoặc là em sẽ điện ở Em mua vé của chi nhánh nạ của, của nhân viên nào thì nhân viên đó sẽ nhắn cho em Cái địa chỉ ở trên Đài Bắc để test Covid Và test xong rồi thì là buổi chiều đó thì là các anh chị em không ở trên Đài Bắc thì không cần phải lên lấy nữa. Thì người ta sẽ gửi về cho công ty em, người ta sẽ gửi về cho công ty Tháo Duyến. Thì khi ra sân bay ấy, thì công ty em sẽ có nhân viên cầm ra đưa cho tất cả anh chị em các anh chị em đỡ phải đi nhiều lần đi một lần thôi đi một lần khám thôi cho nó đỡ khổ thì cái cái có một cái bệnh viện ở trên trên đài Bắc đó, nó sẽ gửi xuống nó sẽ gửi toàn bộ hồ sơ toàn bộ những cái mà anh chị em đã khám để cho về công ty thì mọi người đỡ khổ còn nếu như mà ở dưới lán thấu thì em theo thu thủy sẽ đi lấy cho mọi người nhé em thu thủy sẽ đi lấy cho mọi người nên mọi người chỉ đi một lần thôi cho đỡ khổ còn nếu như mà em thu thủy hoặc là tất cả nhân vị ở đâu thì bọn em sẽ hỗ trợ được thì là bọn em hỗ trợ cho mọi người nhá anh chị em không cần phải lo đâu ạ nhá nên là anh chị em cứ yên tâm nếu mà em hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người Vâng ạ, à, em biết là chị biết là em đặt công ty chị rồi Nhưng mà em đặt cho ví dụ đặt cho Thu Loan hoặc đặt cho ai Thì điện trong là công ty sẽ nhắn cái địa chỉ ở trên Đài Bắc cho mọi người Mọi người sẽ đến đây khám nhá Khám thì là sau đó này khám thì là hôm sau người ta sẽ gửi kết quả về Cái giá khám là từ 6.000 cho tới 7.000 à, hoặc là 5.500 tùy, tùy 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 từng bệnh viện anh chị em nhé Thế nên là giá dao động từ 5.500, 6.000 đến 7.000 Đó, ba giá đó <laughs> Thế nên là anh chị em yên tâm đi nhé À, từ 5 nghìn rưỡi này 6 nghìn này à, 7 nghìn Anh chị em cứ bỏ vào túi 7 nghìn Thừa đâu thì mình cầm về <laughs> Đúng không ạ? Thừa thì mình cầm về không có sao hết á nhá. Thì là còn vấn đề mà kết hôn thì là ừ, Vấn đề kết hôn thì là hiện nay thì dịch để chưa về được đúng không Còn nếu như mà anh chị em nào mà đã kết hôn rồi mà chưa phỏng vấn qua Thì bây giờ vẫn được viết đơn để xin phỏng vấn lại nhá Thì Thu Thủy cũng có hai khách Đúng không? hai khách thì bữa trước là làm ở đâu thì mình không có biết làm ở rất là nhiều nhiều chỗ khác ấy mất nhiều tiền lắm đến nỗi hộ chiếu hồ sơ nó còn không trả mà thu thủy làm lại thì hôm qua phỏng vấn qua rồi đấy hôm qua thu thủy làm lại cho thì đã phỏng vấn qua rồi anh chị em ạ à. thế nên là cũng tội người ta thì thôi thì làm ở đâu lấy có duyên thì làm ở đâu không có duyên thì lại quay lại em thu thủy làm cho không có sao đâu thì công ty em thu thủy thì làm rất là nhiều thủ tục kết hôn này con nuôi này chứng minh thư này thăm thân này bán vé máy bay này à, đúng không ạ làm giấy tờ ủy quyền nhà đất này đó thai sản này đối bằng lái xe này đúng không ạ và tất cả giấy tờ liên quan đến việt nam và đài loan nhé nếu mà anh chị em nào đang làm việc tại đài loan ấy mà muốn mua nhà, mua đất hoặc tất tờ ủy quyền hoặc từ chối di sản đấy Thì nếu mà dịch lại không về được Thì hãy liên hệ với em Thu Thủy 0935 938 684 nhé Để em làm tất cả các giấy tờ thủ tục, thừa kế nhà đất Hoặc là giấy tờ ủy quyền mua bán nhà đất nhé Và bằng lái xe thì nếu anh chị em nào có bằng Việt Nam Thì hãy nhanh chóng liên hệ với công ty du lịch Đông Nam Á Để được đổi những tấm bằng từ Việt Nam sang Đài Loan Từ Đài Loan sang Việt Nam Để chúng ta đi chạy xe ở bên Đài Loan để được yên tâm hơn Uh, không bị uh, phạt như kiểu khi chúng ta không có bằng chúng ta bị phạt rất là nhiều nhé. Uh, nếu mà mà Mai Linh nếu mà Mai Linh muốn đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan thì hãy liên hệ với công ty du lịch Đông Nam Á Hà Nội nhé số 1 B Doãn Kế Thiện cầu giấy Hà Nội em Hương Giang 0918938684 nhé ở Hà Nội thì công ty thu thủy có hai công ty một công ty là ở Sài Gòn 296 Nguyễn Tri Phương phường 4 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh à, gặp em thu thí 0988342268 đúng không ạ Hà Nội thì 0918 938 684 Gặp em Hương Giang 0918 938 684 à, Còn ở Đài Loan thì là à, Công ty uh, du lịch Đông Nam Á Thì có rất là nhiều chi nhánh đúng không ạ Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam Cao Hùng, Bản Chéo, Bắc Trung Nam Đều có Tung Si, Lán Bảy đều có nhé à, Và số điện thoại của em Thu Thủy là 0935 938 684 nhé Nên là anh chị em nhớ nên lên là em thì em thu thủy thì ở chuyến bay thì uh, mọi người hỏi chuyến bay này hỏi tất cả thủ tục này đường linh nhân đạo thì một lát em thu thủy xuống em thu thủy sẽ gửi cho anh chị em nhé và đường link để anh chị em đăng ký ạ bản trí trung ơi nếu như mà bây giờ mình nói là bạn hết hợp đồng ấy là nếu mà bạn có cái giấy kết thúc hợp đồng rồi ấy, thì bạn à, sẽ đăng ký chuyến bay nhân đạo thì nó sẽ rẻ hơn à, chuyến bay nhân đạo thì đợt vừa rồi là một à, 13.800 vé còn nếu mà chuyến bay thương mại thì nó rất là đắt chuyến bay thương mại thì là nó là à, 58.800 và à, và là khoảng tầm 65.500 nữa thế nên là nó rất là mắc Nên anh chị em nào mà à, chưa cần về vội thì chúng ta hãy đăng ký chuyến bay nhân đạo nhé để chúng ta về à, nó sẽ rẻ hơn anh chị em ạ <laughs> còn chuyến bay thương mại thì nó rất là đắt đúng không ạ? thì nếu anh chị em nào mà muốn tư vấn hoặc muốn làm thủ tục giấy tờ gì thì hãy liên hệ với em thu thủy hoặc là tất cả nhân viên của công ty du lịch và di dân đông nam á nhé để được hướng dẫn và làm tất cả các thủ tục nhé. À, thì em thu thủy thì hôm nay thì cũng không tư vấn nhiều nắm thì vé máy bay rồi tất cả các thứ thì ngày ngày nào công ty cũng tư vấn rồi đúng không ạ? thì em thu thủy thì chỉ tư vấn vấn đề là với chứng minh thư con nuôi rồi là thủ tục à, kết hôn rồi là bằng lái xe rồi là cắt rồi là làm giấy tờ ủy quyền hộ chiếu thì em thu thủy cũng tư vấn rồi đúng không ạ thì nếu như mà anh chị em nào mà À, chưa hiểu lắm chưa hiểu rõ lắm thì hãy liên hệ với em thu thủy 0935 938 684 nhá à, thì em thu thủy thì trong mùa dịch này thì cũng mọi người thì cũng vậy thôi công ăn việc làm thì cũng ít tất cả mọi người cũng giống nhau thế nên là là mọi người cố gắng mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé giữ gìn sức khỏe để à, chúng ta luôn luôn lúc nào à, cũng à, gặp nhiều may mắn đúng không ạ gặp nhiều may mắn và mùa dịch này thì chúng ta hãy cẩn thận nhiều hơn nhất là anh chị em lao động ở trong công xưởng công xưởng thì rất là nhiều nhá, nhiều lắm thế nên là mọi người cố gắng nhé cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé đừng để những mà chúng ta không may bị nhiễm không may bị nhiễm là chúng ta phải đến khám và báo với công ty và báo với y tế luôn nhé đừng để lây lan sang những người khác những người bên cạnh của chúng mình thì rất là khổ đúng không ạ thế nên là anh chị em là à, dịch này buồn lắm đúng không ạ à, thì lên anh chị em cố gắng nhé à, Thu Thủy sẽ hát cho mọi người nghe một bài hát à, Bài hát gì nhỉ? À, nhưng mà này không có máy con gái thì nó lại cầm mất máy rồi lên là. <laughs> thôi em hẹn lần sau để hát cho mọi người nghe nhé Ngày 23 tháng 6 thì cách ni ở đi về, về ở Vân Đồn mọi người ạ à. Bay về Vân Đồn thì cách ly ở nhé Thế nên là mọi người cố gắng với ạ à. Nhá. thế nên là thôi thì à, à, số điện thoại của em là 0935 938 684 nhé mọi người ơi Ừm. Um, Số điện thoại của em đây, em gửi cho mọi người này. <laughs> Vậy nhá, thôi thì à, em Thu Thủy thì tư vấn cũng đã tư vấn cho mọi người rồi đúng không ạ? À? Thì à, và cũng chúc mọi người sức khỏe luôn luôn rồi già mạnh khỏe trong bệnh dịch này nhá nhá thế nên là em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều em xuống live stream đây nếu như mà anh chị em nào mà muốn tư vấn hoặc là muốn làm thủ tục gì thì hãy điện cho em thu thủy 0935 938 684 nhá để được tư vấn và được hỗ trợ và làm tất cả các thủ tục giấy tờ nhé à, chúc mọi người buổi tối vui vẻ hạnh phúc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình bên người thân của mình anh chị em nhé à, em thu thủy xin chào mọi người À, số điện thoại của em thu thủy là 0935 938 684 rất vui được làm quen và đồng hành cùng tất cả anh chị em đang có làm việc tại đài loan và sinh sống tại đài loan nhé em xin chào mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé hãy điện cho em thu thủy nhân viên của công ty du lịch đông nam á số điện thoại của em thu thủy là 0935 938 684 xin chào mọi người ạ <laughs> bye bye